công ty tổ chức lên tiếng, dân mạng đòi tẩy chay buổi diễn Blackpink. Nhiều cư dân mạng lên tiếng đòi tẩy chay buổi diễn của Blackpink tại Hà Nội sau khi thông tin giá vé được công bố, cùng những lùm xùm về nghi vấn công ty tổ chức đêm nhạc ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp. Chiều mùng 6 tháng 7, công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội đã ra thông cáo báo chí. Nội dung thông cáo viết, đại diện AI Việt Nam đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các bộ ban ngành liên quan. Trang website lan truyền hình ảnh là trang website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á và không phải là website chính thức của công ty Việt Nam, công ty hiện tại chưa có. Website chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại Việt Nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là AI Việt Nam. Ông Brian Châu, giám đốc điều hành AI, cho biết hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và công ty. Ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia AI có mặt, chúng tôi đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Mục tiêu của AI tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt Nam các chương trình và nghệ sĩ đỉnh cao của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận và ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất cho sự hiểu lầm đáng tiếc này, thông cáo có đoạn viết. Dù đã có thông cáo phản hồi nhưng đa số cộng đồng mạng nhận định cần chờ phía cơ quan quản lý Việt Nam lên tiếng. Mới xác định rõ công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink có ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp hay không. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan xác minh nghi vấn công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink ủng hộ đường lưỡi bò. Nguyên nhân do mạng xã hội xuất hiện thông tin website chính thức của iEntertainment, đơn vị tổ chức đêm nhạc có tên gọi Blackpink World Tour Hà Nội của nhóm Blackpink tại Hà Nội, có đăng bản đồ đường lưỡi bò phi pháp ngay tại trang chủ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam phản ứng dữ dội. Sau khi giá vé và danh sách gồm 13 bài hát được cho là của nhóm lan tỏa trên mạng, nhiều người cho rằng giá vé đêm nhạc quá cao, thấp nhất 1,2 triệu đồng và cao nhất 9,8 triệu đồng mà nhóm lại diễn quá ít, không có thêm đãi ngộ nào cho khán giả. Trong khi đó, giá vé nhóm diễn tại Thái Lan thấp nhất 1,8 triệu đồng và cao nhất 9,8 triệu đồng. Tại Indonesia thấp nhất 2,1 triệu đồng và cao nhất 6 triệu đồng. Tại Singapore thấp nhất 2,9 triệu đồng và cao nhất 6,9 triệu đồng. Tại Malaysia thấp nhất gần 2 triệu đồng và cao nhất 9,6 triệu đồng. Tại Philippines thấp nhất 1,3 triệu đồng và cao nhất 8,3 triệu đồng. Ngay sau đó, phía công ty quản lý của Blackpink lên tiếng cho rằng danh sách 13 bài hát trong đêm nhạc ở Hà Nội lan tỏa trên mạng là không đúng. Nhóm vẫn biểu diễn như các buổi diễn tại các nước khác. Những lùm xùm về giá vé và nghi vấn công tổ chức ủng hộ đường lưỡi bò phi về danh sách bài hát tất cả khiến một bộ phận công chúng bất bình. Họ kêu gọi tẩy chay buổi diễn của nhóm. Trong khi đó, người hâm mộ Blackpink lên tiếng phản bác cho rằng nhóm không có lỗi gì cả mà nếu có thì là do công ty tổ chức đêm nhạc.